Sắp tới đây, chính trường Mỹ lại được phen náo loạn trước cuộc chạm trán của hai ứng cử viên phó tổng thống Tim Walz và J.D. Vance. Cuộc tranh luận được dự đoán sẽ nóng bỏng không kém các cuộc tranh luận vận động tranh cử của cựu tổng thống Trump và phó tổng thống Kamala Harris. Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, ứng viên liên danh của đương kim phó tổng thống Kamala Harris, đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận với thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance, ứng viên liên danh của cựu tổng thống Donald Trump. Đây sẽ là lần đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Mỹ. Cuộc tranh luận này do kênh truyền hình CBS News tổ chức vào ngày 1 tháng 10 năm 2024. Trên mạng xã hội X, CBS News cho biết đã đề xuất thực hiện 4 cuộc tranh luận vào tháng 9 và tháng 10 năm 2024 giữa Thống đốc bang Minnesota Tim Walz và Thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance. Ông Walz đã đáp lại lời mời tham gia cuộc tranh luận vào ngày 1 tháng 10 năm 2024, trước khi đội ngũ vận động tranh cử của bà Harris xác nhận chấp thuận lời mời vào ngày này. Ông Vance ngày 15 tháng 8 năm 2024 cho biết cũng đã chấp nhận lời mời tranh luận vào ngày 1 tháng 10 năm 2024, đồng thời đề cập đến một lời mời khác của truyền hình CNN vào ngày 18 tháng 9 năm 2024. Trước đó trả lời phỏng vấn Fox News ngày 14 tháng 8 năm 2024, Thượng nghị sĩ Vance xác nhận ông muốn tham gia cuộc tranh luận vào ngày 1 tháng 10 năm 2024, song không phải theo cách không có khán giả như những gì đã diễn ra tại cuộc tranh luận giữa ông Trump và Tổng thống Joe Biden hôm 27 tháng 6 năm 2024. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ đến từ Đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ tham gia cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 năm 2024 trên kênh truyền hình ABC News. Đây sẽ là lần đối đầu trực tiếp đầu tiên trong chiến dịch được phản ánh là rất xít sao từ những cuộc thăm dò dư luận. Theo kết quả thăm dò dư luận gần đây về tỷ lệ ủng hộ của cử tri, bà Harris đang ngang bằng hoặc dẫn trước ông Trump ở hầu hết các bang dao động vốn quyết định kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng đầu tháng 11 năm 2024. Trước việc hai ứng viên phó tổng thống chuẩn bị có cuộc chạm trán nảy lửa, giới quan sát cho rằng bộ đôi liên danh Harris-Walz hiện có tiềm lực tốt trong cuộc đua tranh cử năm nay. Việc bà Harris tiếp ngọn đuốc của ông Biden có thể mở ra bước ngoặt cho Đảng Dân Chủ trong cuộc đua tổng thống năm nay. Có thể thấy rằng bà Harris đã củng cố sự đoàn kết trong nội bộ Dân Chủ sau những chia rẽ liên quan vấn đề tuổi tác của ông Biden. Điều này đòi hỏi phía ông Trump và ứng viên phó tổng thống của mình cần cẩn trọng hơn trong những nước cờ sắp tới. Một trong những định hướng chính trong chiến lược và sách lược vận động tranh cử tổng thống của phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, Đảng Dân Chủ, là tạo sự khác biệt rõ nét và sâu rộng trên mọi phương diện, có thể đưa lại hiệu ứng vận động tranh cử với cựu tổng thống Donald Trump, Đảng Cộng Hòa. Mới đây nhất là chuyện bà Harris chọn thống đốc bang Minnesota Tim Walz làm ứng viên phó tổng thống. Ông Trump để đến tận khi diễn ra đại hội của Đảng Cộng Hòa mới công bố danh tính phó tướng. Trong khi đó, bà Harris làm việc này gần 2 tuần trước ngày khai mạc đại hội của Đảng Dân Chủ. Ông Trump, 79 tuổi, chọn ông J.D. Vance, mới 50 tuổi và lần đầu tiên tham gia Thượng viện. Còn ông Walz ở độ tuổi 60, bà Harris, 59 tuổi, lại rất dạn dày kinh nghiệm chính trường, đã qua nhiều năm làm nghị sĩ và có 2 nhiệm kỳ làm thống đốc bang Minnesota. Các nghiên cứu và kinh nghiệm cho thấy, đối với bất kỳ đảng phái chính trị nào, việc lựa chọn ứng cử viên phó tổng thống, một mặt để giúp sức cho ứng cử viên tổng thống, nhiều khi chỉ ở mức độ ít ỏi, nhưng mặt khác cũng có thể gây ra nhiều tổn hại. Cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thường không để tâm đến thực tế này. Các phương tiện truyền thông lúc này đang mổ xẻ việc lựa chọn của cả hai phe, không chỉ để thu hút khán thính độc giả, mà còn nhằm tác động đến cuộc đua vào tháng 11 năm 2024. Ông Vance sẽ chỉ nghe lời ông Trump, trong khi ông Walz là đối tác và cộng sự, là sự bổ sung trong cầm quyền cho bà Harris. Bộ đôi Trump-Vance không có được khả năng khiến cho chính trường và xã hội Mỹ trở nên hứng khởi, sôi động, thậm chí bị kích động như cặp bà trùm Harris-Walz. J.D. Vance là người trẻ tuổi có sức thu hút, có tài hùng biện và thông minh. Ông là một diễn giả và nhà tranh luận tài năng.
đối với Đảng Cộng Hòa, Vance đáp ứng mọi tiêu chuẩn cho vị trí phó tổng thống. Ông Vance có một số quan điểm chính trị trái chiều trước đây mà Đảng Cộng Hòa đang biến đó thành lợi thế. Chỉ cách đây 2 năm, ông Vance đã có những phát biểu khinh thường ông Trump ở cả nơi công cộng và riêng tư. Ông từng là người không bao giờ ủng hộ Trump, nhưng ông Trump đã dần thuyết phục và giành được sự ủng hộ của Vance. Trump cho biết ông đánh giá cao việc ông Vance có những quan điểm khác với mình và sẵn sàng thừa nhận điều đó. Nhưng ông Vance cũng sẵn sàng giúp ông Trump đắc cử. Ông Vance cũng có cùng lập trường chính sách với ông Trump và Vance là một thuyết khách giỏi cho Đảng Cộng Hòa. J.D. Vance cũng là người thu hút được người dân vùng Trung Tây, đặc biệt là những người lao động. Ông Trump đã thu hút được tầng lớp lao động vốn là nhóm cử tri trung thành của Đảng Dân Chủ. Vance là một người đàn ông của gia đình, có vợ và con là người Mỹ gốc Ấn Độ. Còn nói về việc chọn ông Woods làm phó tướng là quyết định nhân sự đầy tính thực tế của bà Harris. Bà cần duy trì sự đoàn kết thống nhất ở Đảng Dân Chủ và ông Woods là ứng viên không những không gây chia rẽ mà còn có khả năng củng cố nội bộ đảng. Những kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo bang Minnesota của ông Woods bổ khuyết rất hữu dụng cho bà Harris, điều không thể có được ở cặp đôi Trump Vance. Ông Woods lại còn là người đầu tiên dùng tính từ Grey Earth, tạm dịch là lập dị, để nhận xét về liên danh ứng viên đối thủ và khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Grey Earth hiện đã được Đảng Dân Chủ vũ khí hóa rất hữu hiệu trong vận động tranh cử. Mặt khác, bà Harris luôn được biết đến là người ủng hộ nền tư pháp cực tả. Ông Woods với tư cách là thống đốc bang Minnesota cũng nổi tiếng với các lập trường chính sách cực tả. Lý do cả ông Woods và bà Harris được Đảng Dân Chủ lựa chọn có lẽ là vì họ muốn đưa ra một thông điệp tới cử tri rằng Đảng Dân Chủ tự hào với các chính sách cực tả được duy trì dưới thời Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden và đang chạy đua để tiếp tục củng cố các chính sách này trong 4 năm tới. Với quyết định chọn ông Woods làm phó tướng, bà Harris còn theo đuổi 3 mục đích nữa trong vận động tranh cử. Thứ nhất là tranh thủ diện cử tri là nông dân. Minnesota là một bang nông nghiệp và ông Woods đã xây dựng được uy danh là chính trị gia rất quan tâm đến lợi ích chính đáng của nông dân, rất coi trọng những vấn đề nổi cộm ở vùng nông thôn như phát triển nông nghiệp và nông thôn, y tế và giáo dục ở vùng nông thôn, công bằng xã hội và bảo vệ trẻ em, bảo vệ khí hậu trái đất và quyền của phụ nữ quyết định phá thai. Bà Harris cũng có cùng quan điểm trong các vấn đề này, nhưng ông Woods mới là người thật, việc thật, hiện thân cho thành quả cụ thể. Thứ hai, ông Woods làm cầu nối giữa bà Harris với diện cử tri là người da trắng, là bộ phận công nhân không có bằng cấp đào tạo hàn lâm, là giao cắt giữa nông thôn và thành thị. Diện cử tri này vốn được ông Trump chinh phục khá dễ dàng hồi năm 2016 và 2020. Thứ ba, với sự đồng hành của ông Woods, bà Harris theo đuổi mục tiêu chinh phục các bang chiến trường, đồng thời duy trì được phiếu bầu ở các bang xưa nay vẫn luôn bầu cho ứng viên Đảng Dân Chủ như Minnesota. Ngoài ra, người ta còn thấy bà Harris và ông Woods chủ động không coi vận động tranh cử chỉ là cuộc khẩu chiến với phe ông Trump. Thay vào đó, họ rất coi trọng việc truyền tải và quảng bá cương lĩnh tranh cử. Trước bước tiến của bộ đôi Đảng Dân Chủ, liên danh Trump-Vance đang cố gắng giành lại thế chủ động, nhưng xem ra chưa tìm ra được đối sách thích hợp. Có thể thấy rằng ông Woods và bà Harris là một cặp song sinh chính sách nên quan điểm của ông trong cuộc tranh luận sắp tới được dự đoán sẽ có điểm tương đồng với bà Harris. Tuy nhiên, cả hai bộ đôi Harris-Woods và Trump-Vance đều có những điểm yếu nhất định. Liệu rằng ai sẽ là người nhanh hơn trong việc chớp lấy thời cơ vàng này để vượt mặt đối thủ? Chiến dịch tranh cử của bà Harris đăng trên X một video từ năm 2018, trong đó Phó tướng Tim Woods lên tiếng phản đối bạo lực súng đạn. Ông nói, chúng ta phải đảm bảo rằng vũ khí chiến tranh, những thứ mà tôi đã mang theo trong chiến tranh là nơi duy nhất có những vũ khí đó. Bình luận này có thể được hiểu là Woods tự mô tả mình đã dành thời gian ở vùng chiến. Thực tế, ông Woods đã phục vụ tổng cộng 24 năm trong lực lượng vệ binh quốc gia và từng được triển khai tới nước ngoài trong vài tháng, tham gia công tác ứng phó thiên tai. Ông Woods không tham gia chiến đấu. Tháng 5 năm 2005, ông rời lực lượng để tranh cử vào Quốc hội Mỹ.
Vào thời điểm đó, có suy đoán rằng vệ binh quốc gia Minnesota sẽ được điều động đến Iraq và cuối cùng, quyết định chính thức được công bố vào tháng 8 năm 2005. Theo AP, không có bằng chứng nào cho thấy Wolf đã tính toán thời gian rời lực lượng để tránh bị điều động. Tuy nhiên, việc ông rời đi ngay trước khi đơn vị của mình được lựa chọn là điều phe Cộng Hòa đang nhắm vào để chỉ trích. Thượng nghị sĩ J.D. Vance, phó tướng của cựu Tổng thống Donald Trump, nói cuối tuần qua: "Từng là lính thủy đánh bộ, các bạn có biết điều tôi khó chịu nhất với Tim Walz là gì không? Khi nhận được lệnh tới Iraq để phụng sự đất nước, tôi đã hoàn thành. Tôi hoàn thành nhiệm vụ trong niềm vinh dự và rất tự hào. Nhưng khi Tim Walz được yêu cầu tới Iraq, ông ấy rời quân đội và không đi cùng đơn vị." Ông Vance cho rằng Thống đốc Minnesota Tim Walz không nên giả vờ về những thứ mình chưa trải qua. Nếu là ông ấy, tôi sẽ rất xấu hổ vì đã nói dối về thời gian quân ngũ. Ông Vance nhận xét. Vance gia nhập thủy quân lục chiến sau khi tốt nghiệp trung học, phục vụ 4 năm với tư cách phóng viên chiến trường và được triển khai đến Iraq trong vai trò đó vào năm 2005. Chiến dịch của bà Harris đã ra tuyên bố bảo vệ phó tướng. Sau 24 năm phục vụ trong quân đội, Thống đốc Walz nghỉ hưu năm 2005 và tranh cử vào Quốc hội, nơi ông đảm nhận các vấn đề cựu chiến binh và là người ủng hộ nhiệt thành cho quân nhân. Nếu trở thành phó tổng thống Mỹ, ông ấy sẽ tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ cho các cựu binh và quân đội. Tuyên bố cho biết. Chiến dịch sau đó ra thêm một tuyên bố giải thích rằng ông Walz đã nói nhầm. Ông từng tiếp xúc các loại vũ khí được sử dụng trong chiến tranh, không phải là dùng chúng tại vùng chiến. Tuyên bố của chiến dịch có đoạn. Ông Walz tin tưởng mạnh mẽ rằng chỉ những thành viên quân đội được huấn luyện để mang theo những vũ khí chết người đó mới được phép sử dụng chúng. Không giống như Donald Trump và J.D. Vance, những người ưu tiên các nhóm vận động hành lang về súng hơn là con em chúng ta. Ông Walz, 60 tuổi, không phải là chính trị gia nổi bật cho tới khi mọi người quan tâm tới vị trí phó tướng của bà Harris. Ngay trong lời đầu ra mắt với tư cách ứng viên phó tổng thống Đảng Dân Chủ, ông Walz đã công kích cựu tổng thống Donald Trump, gây hỗn loạn, chia rẽ và chỉ vì lợi ích của bản thân. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi trở thành phó tướng của bà Kamala Harris, thống đốc bang Minnesota Tim Walz còn được dân tình chú ý đặc biệt từ sau khi ông Biden rút tranh cử. Ông Walz đã tán thành Harris nổi lên như một người ủng hộ đáng tin cậy, năng nổ và nhiệt huyết cho nữ phó tổng thống và cả xuất thân của người đàn ông từng được mệnh danh là hắc mã, đậm bản sắc dân chủ. Ngày 6 tháng 8 năm 2024, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã chọn Thống đốc bang Minnesota Tim Walz là người liên danh tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, theo hãng tin Reuters. Từng là nhà giáo dục, ông Walz hiện đang đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là Thống đốc bang Minnesota và là Chủ tịch Hiệp hội Thống đốc Đảng Dân Chủ. Trước đây, ông đã phục vụ 12 năm tại Quốc hội, đại diện cho một khu vực nông thôn có lập trường thiên về bảo thủ, theo đài CNN. Trước khi làm việc tại Quốc hội, ông Walz là giáo viên trung học và huấn luyện viên bóng đá, đồng thời phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia và đạt cấp bậc trung sĩ chỉ huy, một trong những cấp bậc cao nhất mà một quân nhân nhập ngũ có thể đạt được. Trong hơn một thập niên tại Quốc hội, ông đã có được thành tích bỏ phiếu khá ôn hòa. Ông phản đối lệnh cấm hôn nhân đồng giới và ủng hộ quyền phá thai. Ông Walz tranh cử thống đốc bang Minnesota vào năm 2018, giành chiến thắng với tỷ số cách biệt. Ông tái đắc cử vào năm 2022 với tỷ lệ ủng hộ đạt 52% phiếu bầu. Với tư cách là thống đốc bang Minnesota, ông Walz đã phải vật lộn với tình trạng chính phủ bị chia rẽ và thế đa số mỏng manh của phe Dân Chủ trong Quốc hội. Vào năm 2022, Đảng Dân Chủ, Nông dân, Lao động, tên gọi Đảng Dân Chủ ở bang, đã giành được quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện bang, mang lại cho đảng của ông Walz quyền kiểm soát bộ ba lập pháp của bang, Thống đốc, Thượng viện và Hạ viện. Quyền hạn này cho phép ông Walz ký thành luật một loạt các chương trình phúc lợi xã hội mở rộng như
bữa trưa miễn phí cho học sinh trường công, mở rộng khả năng tiếp cận của người dân đối với Medicaid, một chương trình chung của liên bang và tiểu bang giúp trang trải chi phí y tế cho một số người có thu nhập và nguồn lực hạn chế, tăng cường các biện pháp bảo vệ cho người lao động và tăng thời gian nghỉ phép được hưởng lương. Nhờ vào việc kiểm soát bộ ba lập pháp, Đảng Dân Chủ bang Minnesota cũng có thể hệ thống hóa quyền phá thai thành luật, tăng cường bảo vệ quyền của người chuyển giới thông qua dự luật hợp pháp hóa cần sa và ban hành luật an toàn súng mới. Chiến lược gia Đảng Dân Chủ Jeff Blockett cho hay, với tư cách là thống đốc, ông ấy chấp nhận ý tưởng rằng việc đầu tư vào con người và cơ sở hạ tầng để phát triển nền kinh tế là thực sự quan trọng. Và ông ấy làm điều đó theo cách thực sự giúp ích được cho những người ở tầng lớp, từ trung lưu trở xuống. Đối với tôi, đó là sự tập trung lớn vào các vấn đề kinh tế, vấn đề cơm áo mà mọi người quan tâm. Trong thời gian trước khi được chọn làm phó tướng của bà Harris, ông Wills là người thẳng thắn bảo vệ Tổng thống Joe Biden sau màn tranh luận không mấy khả quan của đương kim Tổng thống với ứng viên đối thủ Donald Trump, cũng như tích cực lên tiếng vì ông Biden giữa lúc ông Biden đối mặt làn sóng kêu gọi từ bỏ đường đua Nhà Trắng. Ở giai đoạn đầu, ông Wills dường như khá mờ nhạt vì giới quan sát phần lớn đều dự đoán bà Harris sẽ chọn những nhân vật đình đám hơn như thượng nghị sĩ bang Arizona, ông Mark Kelly, hoặc thống đốc bang Pennsylvania, ông Josh Shapiro. Hai nhân vật cũng đang là mối lo của phe ông Trump, theo CNN. Do đó, việc bà Harris công bố chọn ông Wills đã khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí đối với Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, các đảng viên Dân Chủ cấp cao nhận định rằng ông Wills sẽ là con ngựa ô giúp bà Harris giành được sự ủng hộ của cử tri ở các bang miền Trung Tây nước Mỹ, gồm Minnesota và các bang bức tường xanh quan trọng, trong đó có Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Theo CNN, ông Wills còn đã nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên quốc hội như hạ nghị sĩ Minnesota, bà Angie Gray, và hạ nghị sĩ bang Washington, bà Paramila Jaipan của nhóm cấp tiến trong Quốc hội, cũng như sự khuyến khích từ các liên đoàn lao động Mỹ. Cuối cùng, với nền tảng là một thống đốc có kinh nghiệm làm việc với cả các đảng viên Đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, cũng như nguồn gốc của ông ở vùng nông thôn Minnesota đã đưa ông trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với bà Harris. Chiến lược gia Đảng Dân Chủ Raghu Devagutapu, cựu giám đốc chính trị của Hiệp hội Thống đốc Dân Chủ, đã mô tả ông Wills là một cánh tay vững vàng thực sự hơn bất cứ điều gì khác. Ông Devagutapu nói, ông ấy không phải là người lôi cuốn nhất, nhưng ông ấy là một người vững vàng. Ông ấy thực sự chu đáo và đã làm rất tốt việc xây dựng một liên minh hỗ trợ rộng rãi cho Dân Chủ. Song song với đó, phó tướng của bà Harris còn được phát hiện với nhiều đặc điểm lạ khi ông không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào, điều được cho là hiếm gặp ở một quan chức dân cử. Trang Axios ngày 7 tháng 8 năm 2024 đưa tin, thống đốc bang Minnesota Tim Woods, người cũng là ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân Chủ, không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào. Vợ của ông là bà Gwen Wills cũng như vậy. Theo hồ sơ tài chính trong những năm cuối của ông tại Quốc hội Mỹ và thời gian làm thống đốc Minnesota, ông Wills không có quỹ tương hỗ, trái phiếu, cổ phần tư nhân hoặc các loại chứng khoán khác. Ngoài ra, ông cũng không có giao dịch sách, phí diễn thuyết hay là tiền điện tử. Vợ chồng nhà Wills hiện cũng không sở hữu bất động sản nào. Hai người đã bán căn nhà ở thành phố Mankato, Minnesota sau khi dọn vào tư dinh dành cho thống đốc bang. Tài sản đầu tư duy nhất của họ dường như là quỹ hưu trí. Việc không có nhiều khoản đầu tư là điều hiếm gặp đối với các quan chức dân cử, đặc biệt là những người có vị trí cao và đang chạy đua cho kỳ bầu cử Mỹ. Khi còn là nghị sĩ quốc hội, ông Wills đã đưa ra đạo luật chứng khoán nhằm hạn chế các giao dịch mờ ám của nghị sĩ và các nhân viên chính phủ liên bang. Đạo luật đã được ký vào nhiệm kỳ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2012, dù tính hiệu quả vẫn còn là dấu hỏi, theo Axios. Trên cương vị thống đốc, ông Wills đã ký luật thu phụ phí thuế 1% với lãi vốn và các thu nhập dòng hàng năm trên 1 triệu đô la Mỹ từ đầu tư. Ông cũng là chủ tịch hội đồng đầu tư Minnesota, chịu trách nhiệm quản lý quỹ hưu trí của tiểu bang.
Vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố ông Tim Walz sẽ là người liên danh tranh cử cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, đối đầu với bộ đôi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc bang Ohio J.D. Vance của Đảng Cộng Hòa.